chào quý vị và các bạn. Liên tục 3 ngày nay, mưa xuất hiện trên diện rộng ở các tỉnh thành miền Bắc, tập trung nhiều ở các tỉnh đồng bằng và ven biển, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt thường nhật của người dân. Và trạng thái âm u, mưa rải rác sẽ còn kéo dài đến sáng mai tại đây. Vùng mưa vẫn tập trung nhiều ở khu vực đồng bằng và ven biển. Chính vì thế mà người dân nơi đây cần đề phòng tình trạng ngập úng vùng trũng thấp. Còn khu vực đồi núi thì nguy cơ xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở mức cao khi mưa đã kéo dài nhiều ngày nay. Tại thủ đô Hà Nội, từ sáng tới giờ trời nhiều mây, mưa ngắt quãng và sẽ còn kéo dài đến hết hôm nay. Từ chiều tối, lượng mưa sẽ gia tăng nên quý vị chú ý khi lưu thông. Do có mưa nên nhiệt độ tại đây duy trì ở mức thấp, cao nhất ngày chỉ đạt ngưỡng 28 độ, trong khi về tối giảm về mức từ 24 đến 25 độ. Phải từ ngày mai thì nền nhiệt mới có xu hướng tăng dần tại Hà Nội cũng như khu vực Bắc Bộ. Ở các tỉnh miền Trung, mưa còn diễn ra rải rác ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, còn lại phổ biến ít mưa và có nắng trở lại. Nhiệt độ vì thế có xu hướng tăng nhẹ, tuy nhiên vẫn phổ biến dưới ngưỡng 33 độ cho hầu khắp các tỉnh thành miền Trung. Nhìn chung là thời tiết thuận lợi cho người dân tại đây. Khi mà cơn bão đi qua để thu dọn nhà cửa, vườn tược, khắc phục hậu quả sau bão và trở lại sinh hoạt sản xuất bình thường. Với thành phố Đà Nẵng, ngày hôm nay thời tiết nói chung đã giảm hẳn mưa, trời phổ biến có nắng vào ban ngày, với nhiệt độ cao nhất có thể tăng lên ngưỡng từ 31 đến 32 độ. Về chiều, khả năng vẫn có những đám mây dông gây mưa cục bộ trên địa bàn thành phố, nhất là khu vực ven biển. Vì thế quý vị nhớ mang theo các vật dụng che mưa, áo mưa khi ra khỏi nhà vào thời điểm chiều tối. Xuống phía Nam, gió mùa Tây Nam tiếp tục duy trì cường độ mạnh và phát triển từ mặt đất lên tới độ cao 3.000 mét. Vì thế chiều và tối nay, ở Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông nhiều nơi. Vùng mưa vừa, mưa to với lượng từ 30 đến 50mm vẫn xảy ra ở phần phía Nam của Tây Nguyên và hầu khắp các tỉnh Nam Bộ. Mưa vẫn còn nhiều nên nhiệt độ cao nhất trong trưa chiều nay ở khu vực Tây Nguyên phổ biến ở mức thấp, chỉ từ 27 đến 29 độ, còn ở các tỉnh Nam Bộ là từ 30 đến 32 độ. Với thành phố Hồ Chí Minh, từ sáng tới giờ trời có nắng gián đoạn, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời trong ngày chủ nhật cuối tuần. Tuy nhiên, chỉ khoảng sau 14 giờ chiều, những ổ mây đối lưu sẽ phát triển và gây mưa. Lượng mưa sẽ tăng dần vào cuối chiều và vẫn có khả năng gây ra ngập úng. Vì vậy, quý vị nên lựa chọn những cung đường lưu thông hợp lý, tránh các khu vực trũng thấp. Về tình hình nhiệt độ thì cao nhất trưa chiều nay ở mức từ 31 đến 32 độ. Còn về tối trời dịu mát với ngưỡng nhiệt từ 26 đến 27 độ. Do tiếp tục chịu tác động của không khí lạnh tăng cường, nén rãnh áp thấp và hội tụ gió trên cao, nên thời tiết Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, cục bộ có mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sau đó, trong hai ngày tiếp theo thì thời tiết chỉ còn mưa rào nhẹ và dông xảy ra ở một vài nơi vào lúc sáng sớm hoặc là chiều tối. Hầu hết là những cơn mưa ngắn, nhanh kết thúc nên thời tiết thuận lợi cho du lịch và mọi hoạt động ngoài trời. Thêm vào đó là không khí lạnh đầu mùa mang đến cho Bắc Bộ một kiểu thời tiết hơi se lạnh vào đêm muộn và sáng sớm, rất dễ chịu. Nhiệt độ thấp nhất ngày chỉ khoảng là 21 đến 24 độ. Tuy nhiên, từ đêm ngày 22 tháng 9 trở đi thì một đợt không khí lạnh khác lại tăng cường và nén rãnh áp thấp xuống Bắc Bộ, gây thời tiết mưa dông cho khu vực trong khoảng từ 1 đến 2 ngày. Thuộc khu vực đồng bằng Bắc Bộ, thời tiết hòa bình trong đêm nay và sáng mai vẫn có mưa rào và dông rải rác. Phải từ trưa mai trở đi thì thời tiết mới chuyển tạnh ráo hơn và thuận lợi cho mọi hoạt động ngoài trời. Thưa quý vị, bức tranh phong cảnh của thung lũng Mai Châu thuộc tỉnh Hòa Bình tuy giản dị mộc mạc nhưng lại trở nên thu hút bởi sự hùng vĩ của núi non, nét duyên dáng lãng mạn của mây trời và cả gam màu xanh tươi của thiên nhiên cây cối. Không bộn bề, tấp nập như những khu đô thị hiện đại, cuộc sống ở thung lũng nhỏ Mai Châu bên đèo Thung Khe lại khá yên bình, thơ mộng với những bản làng của đồng bào dân tộc Thái bên những nếp nhà sàn xưa cũ nhưng lại gói ghém và lưu giữ được nét văn hóa đặc trưng cũng như những tinh hoa ẩm thực độc đáo. Cộng thêm không khí nơi đây quanh năm trong lành, mát mẻ khiến cho cảnh vật không chỉ tuyệt đẹp mà còn như được thổi hồn, trở nên sống động, tinh tế và thu hút hàng trăm, hàng ngàn du khách trong và ngoài nước ghé thăm. Hành trình khám phá Mai Châu sẽ dẫn bước chân du khách tìm đến với những thắng cảnh đẹp của địa phương như là đèo Thung Khe, bản Lác, bản Bom Cọng, hang Mỏ Luông, hang Triều, thác Gò Lào, nhà trưng bày hiện vật cổ vật văn hóa Thái Mai Châu.
Bên cạnh đó, nếu như có dịp được thưởng thức các đặc sản nổi tiếng như là cơm lam Mai Châu, cá suối nướng, xôi nếp Mai Châu, nhộng ong rừng rang măng chua, rượu Mai Hạ, thịt ướp chua, món rau xôi nộm tổng hợp, ve sầu chiên hay là nước lá phao thì chắc hẳn quý vị cũng sẽ khó lòng quên được hương vị mà bà con ở Mai Châu thiết đãi khách đường xa. Quay trở lại với tình hình thời tiết khu vực duyên hải miền Trung, ngoại trừ các tỉnh Bắc Trung Bộ do còn chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên đêm nay và ngày mai vẫn còn có mưa rào và dông rải rác. Trong khi đó, các tỉnh Trung Bộ còn lại trở vào đến tận Bình Thuận chủ yếu có mưa rào và dông vài nơi. Ngày trời nắng nhưng không nóng, với mức nhiệt cao nhất ngày phổ biến ở dưới ngưỡng 34 độ, gió thổi nhẹ. Sang đến ngày 21 và ngày 22 tháng 9, thời tiết hầu khắp các nơi tại khu vực Trung Bộ đều thuận lợi cho du lịch và mọi hoạt động ngoài trời. Dự báo thời tiết hầu hết là không mưa, nhiệt độ thấp nhất ngày dao động xung quanh ngưỡng là 23 đến 27 độ. Bầu không khí một số nơi vào đêm muộn và sáng sớm hơi se lạnh tạo nên thời tiết rất đặc trưng của những ngày đầu thu. Trên vùng cao Tây Nguyên, thời tiết trong 3 ngày tới vẫn có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa mưa to. Trong cơn dông luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh nên quý vị vẫn cần lưu ý. Còn các tỉnh thành Nam Bộ trong 3 ngày tới cũng tiếp tục có mưa rào và dông xảy ra rải rác ở một vài nơi, với mưa vừa mưa to tập trung chủ yếu vào tầm trưa và chiều tối. Trong cơn dông cần đề phòng khả năng kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh. Sáng đến trưa thì trời hầu như là không mưa, nắng nhiều với nhiệt độ dao động trong ngưỡng là 31 đến 34 độ, nên vẫn ủng hộ cho các hoạt động ngoài trời diễn ra.